Nam em mỉa mai Bạch Công Khanh khi bị déo tên, tôi dáng chống mắt lên xem phim được bao nhiêu tỷ. Vào ngày 23 tháng 1, Bạch Công Khanh nói về mối quan hệ với nam em. Nói chung là những lùm xùm chuyện không hay xảy ra trên mạng, Khanh đều xem được, Khanh đều biết. Khanh hoàn toàn xác định rằng nó không có liên quan đến mình và nó không ảnh hưởng đến mình. Cộng thêm thời điểm này, Khanh rất bận phải dành nhiều thời gian cho công việc. Mình không có thời gian để quan tâm hay đôi co với nam em. Và ngay cả ở bộ phim này hay những sản phẩm ra mắt thời gian gần đây cũng không hề liên quan của ấy. Từ bây giờ về sau, Khanh cũng không bao giờ quan tâm đến những điều không ảnh hưởng đến mình. Ngay sau đó, nam em cùng chồng và chị gái Nam Anh đã livestream trưa 24 tháng 1. Nam em đáp trả thẳng mặt Bạch Công Khanh, nếu có tiền thì tự làm truyền thông đi, làm phim mấy chục tỷ mà truyền thông không chạy cứ nhắc tên người khác hoài. Chồng nam em cũng tiếp lời, tôi không nhắc tên nữa nhưng cũng mong họ đừng nhắc tên tôi, bám vào chúng tôi làm gì. Sau đó nam em cũng bảo, nói thật là em không biết hôm qua học báo công chiếu phim, tôi mà biết thì còn lâu mới nhắc. Hôm qua lẹt đẹt không ai thèm coi nên gọi tên nam em trong đêm luôn, vậy là sáng sớm tràn luôn new fit. Tôi phải quan tâm rổ ốc của mình chứ Tự nhiên vô lý Bị bắt đổ vỏ Nên phải quan tâm rổ ốc đang làm gì Nhiều tò mò như vậy nên tôi mới biết Nên không nhắc tên Nếu không là có chuyện để nói Thành ra Pia miễn phí cho phim người ta Mà trong khi kịch bản đều lấy trên câu chuyện của tôi Cái gì cũng lấy của tôi hết Mới có chất xám để làm hay sao đó Họ nghĩ bắt nạt được tôi nên bắt nạt hoài Tôi dáng chống mắt lên xem phim được bao nhiêu tỷ sau động thái livestream, nam em liên tục có chia sẻ ẩn ý trên story Facebook, cô bày tỏ Alo, sao đỡ tốn tiền PR phim vậy? Có tiền sạch vậy? thì Pia kiểu khác đi, lôi tên tôi vô chi, xin comment nữa vậy, chơi vậy ai chơi lại. Trong một bài đăng khác, nam em chia sẻ, mình nói mình sạch thì Pia kiểu khác đi, tôi mà biết sắp ra phim là tôi không muốn nhắc đến rồi đó. Alo, là sạch giữ chưa? Né tôi ra dùm. Bạn trai nam em tiết lộ quá khứ không mấy tốt đẹp, nợ nần và có chuyện không hay với nhiều nghệ sĩ. Mới đây người đẹp nam em quyết định công khai bạn trai với công chúng. Bạn trai nam em cũng không ngần ngại chia sẻ đôi điều về mối quan hệ hiện tại giữa hai người. Anh còn có bài đăng trên trang cá nhân tiết lộ về quá khứ của mình. Anh viết, tôi xin chia sẻ rằng hiện tại tôi không phải là đại gia, quá khứ thì đã từng. Những năm 2014 tôi làm ăn thất thoát số tiền lớn và tôi khắc phục mấy năm nay cũng đã ổn lại và chỉ còn nợ lại xã hội một số tiền nhỏ. Công việc của tôi đã dừng ở lĩnh vực âm nhạc, nghệ thuật và đó là một quá khứ không tốt đẹp vì có liên quan đến nhiều người nghệ sĩ những năm 2009-2011. Anh cho hay hiện tại đang làm công việc liên quan đến lĩnh vực khoa học phong thủy, khoa học tâm linh. Trước đó người này cho biết, anh không biết là quá khứ anh trải qua sóng gió bão tố ra sao, anh cũng đã biết quá khứ em đủ khổ rồi. Anh lựa chọn im lặng âm thầm, nhưng cái âm thầm đó có khi là động lực cho mọi người tò mò đào bới, nên anh quyết định sẽ công khai mọi thứ cùng em, đồng hành cùng em. Dù công việc anh hay em có bị ảnh hưởng thì với cái trí tuệ của anh và sự thông minh của em, cũng dư sức chúng ta sống trong hào quang của sự kính trọng ở một chặng đường chi kiến thức. Em an tâm nhé, khi anh đã quyết định một việc gì anh sẽ không bao giờ buông. Dù nó khắc nghiệt thị phi đến đâu, anh vẫn sẽ luôn bao bọc che chở để em bình an dù nó là sóng gió của bất cứ lĩnh vực nào. Tôi biết các bạn fan yêu quý nam em dành cho nam em nhiều tình cảm. Tôi mong các bạn nhìn nhận khía cạnh một cách trí tuệ bao quát. Nam em cần được sự kính trọng. Cô ấy đã trải qua nhiều thứ hàm oan mà cũng chỉ cười để bước đi tiếp. Vì thế mà tôi ở đây. Cô ấy và tôi cũng đã nhiều lần tranh luận giận hờn nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn ở bên nhau bao nhiêu sóng gió vấp ngã, mỗi lần vấp ngã cô ấy đều có bài học đắt giá và sự giác ngộ, lần này cô ấy không dễ lập lại vết xe đổ đâu. Kịch bản lần này sẽ không giống các lần khác, thay vì tò mò tìm hiểu đào bới thì tôi sẽ vạch hết những thứ đó cho các bạn biết. Hiện công việc tôi đang rất bận mà phải giao lại cho học trò để đồng hành cùng cô ấy. Tôi cũng nói cô ấy là khi nào em cảm thấy sự cống hiến cho nghệ thuật không còn ý nghĩa nữa, em hãy để anh lo cho em danh phận hào quang ở một lĩnh vực khác nên rất mong fan ủng hộ để cô ấy được cống hiến và cháy hết mình vì nghệ thuật. Còn không chúng tôi có nhiều dự án khác để phát hành. Một lần nữa cảm ơn các bạn quan tâm lo lắng cho cô ấy. Cô ấy đủ thông minh để giao cuộc đời cho một ai đó và nếu ai đó làm cô ấy khổ hạnh, đó là nghiệp cô ấy phải trải qua và sự trừng phạt với nhân quả cho người có mưu đồ hãm hại cô ấy. Tôi sẽ chia sẻ thêm về tất cả những thứ khác dần dần. Các bạn chỉ cần biết rằng hiện tại và tương lai gần hay tương lai xa, tôi sẽ luôn bên cạnh tôi ít sử dụng nền tảng tiktok facebook mà chỉ dùng zalo và mail nên các bạn thông cảm trước đó nam em cũng chia sẻ thêm về một nửa của mình cô cho biết sau bao nhiêu sóng gió thứ tôi tìm là sự bình yên tôi đã tìm được bến đỗ của mình rồi nhưng tôi xin phép không công khai người đàn ông của mình tôi hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ vì tôi không muốn vướng thêm thị phi từ đó tôi có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình của mình cũng như tiếp tục hoạt động nghệ thuật nam em từng trải lòng về bạn trai mình tất nhiên sẽ là một người ngoài giới giải trí rồi chồng tôi phải là một người logic và giỏi trong mảng kinh tế mình tôi bay bổng đủ rồi hai đứa bay bổng là thôi luôn thực hư thông tin bạn trai nam em bị hãm hại đến mức phải nhập viện. Vào chiều 1 tháng 12, nam em bất ngờ đăng bài cho biết bị một anti fan chơi xấu hãm hại, gửi thẳng đồ ăn nhưng chứa chất bẩn. Trên trang cá nhân vào đêm 1 tháng 12 và rạng sáng 2 tháng 12, nam em khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi đăng tải dòng trạng thái tiết lộ việc bản thân bị FC của Bạch Công Khanh đâm sau lưng. Lần này tôi sẽ không nhịn nữa, tôi đã muốn bên phía FC của Bạch Công Khanh diễn hòa viên quý, nhưng bên bạn lại cố tình muốn đâm sau lưng tôi. Tiếp đến, nam em còn tố phía Bạch Công Khanh qua cầu trúc ván với mình. Sau những lời hứa hẹn chuẩn bị ra phim mới quay chung với Bạch Công Khanh, bằng những trò thao túng tâm lý nên tôi mới nhận talk show ca ngợi Bạch Công Khanh. Sau đó tôi nhận được gì qua cầu trúc ván, tôi đã muốn im lặng để giữ bình yên cho riêng tôi. Bao nhiêu lần FC Bạch Công Khanh thao túng tâm lý tôi, nói bây giờ không hát nữa, buồn muốn chết. Vậy là tôi tin, tôi tiếp tục hạ mình, nhưng cuối cùng tôi sai. Bây giờ tôi không còn tha thiết công việc này nữa, tôi sẽ đứng lên rửa oan cho chính bản thân tôi. Không những vậy, cô nàng còn chia sẻ việc chồng tương lai bị hại tới mức phải nhập viện, đồng thời tuyên bố sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai làm hại chồng tương lai của cô. Trên trang cá nhân của mình, cô viết, Thương anh, em sẽ tìm cho bằng được người đứng đằng sau vụ này. Nam em chia sẻ dòng trạng thái kèm hình ảnh chồng tương lai đang nằm viện. Nguyên nhân xảy ra sự việc được người đẹp chắc nịch khẳng định do món tôm ăn tại khách sạn vừa lưu trú đã cho kẹo cao su vào đồ tôm. Khi những tuyên bố cực gắt của nam em vẫn chưa hết hot thì mới đây một diễn đàn mạng, cư dân mạng đăng tải bài viết tiết lộ nam em cùng chồng tương lai có mặt ở chợ hải sản vào trưa hôm qua, 1 tháng 12. Cụ thể, người bán hải sản đăng tải ảnh nam em cùng chồng ghé chợ mua hải sản vào trưa hôm qua. Bên phía khách sạn cũng xác nhận là nam em mua tôm và nhờ bên mình chế biến, không phải đồ tặng. Còn mì tôm có rút sổ làm chồng tương lai của cô nàng xảy ra sự cố tiêu hóa thì khách sạn không biết ăn ở đâu. Ngay dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đặt nghi vấn về chuyện an toàn thực phẩm ở khách sạn này, đồng thời đính kèm hình ảnh bài đăng của Nam Em. Trước quá nhiều biến cố ập đến, Nam Em vừa đăng đàn bài viết trên trang cá nhân tuyên bố khởi kiện khách sạn nếu không làm chuyện này ra lẽ. Trong bài đăng của mình, cô nàng cho hay sau khi bạn trai ăn món chay do khách sạn chế biến đã bị ngộ độc nặng. Để chứng minh lời vừa nói, Nam Em đăng kèm bệnh án của bạn trai đồng thời yêu cầu phía khách sạn vào cuộc điều tra kỹ càng. Tuy nhiên, ngay sau đó, bài viết của Nam Em bị gỡ khỏi Facebook, qua bức xúc, người đẹp tiếp tục đăng tải trạng thái chia sẻ việc bài viết bị gỡ, không làm gì sai mà sao phải gỡ bài vậy khách sạn ơi. Hiện tại những lùm xùm xoay quanh đời tư của nam em vẫn đang vô cùng rối rắm trong dư luận, bởi lẽ cô nàng chưa được đưa ra bằng chứng xác thực, chỉ tố các bên hãm hại mình theo cảm tính, sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm từ cư dân mạng. Trong sắp cưới hộ tống nam em đi diễn, nắm chặt tay ở hậu trường, mặt lạnh tanh khi nghe bạn gái hát. Mới đây cộng đồng mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh của nam em trong một show diễn cách đây ít ngày. Theo đó, kể từ khi công khai danh tính chồng sắp cưới, nam em luôn đồng hành cùng bạn trai trong hầu hết các buổi biểu diễn và show diễn này cũng không ngoại lệ. Trong clip, nam em và chồng sắp cưới ngồi trong hậu trường chờ đợi đến lượt ra sân khấu biểu diễn. Dù ngồi ở nơi đông người nhưng cô nàng và bạn trai không ngại thể hiện tình cảm dành cho nhau khi nắm chặt tay. Xuất hiện tại show diễn này, nam em mang đến tiết mục tay trái chỉ trăng, ca khúc nhạc hoa nổi tiếng từng được nam nam em nhiều lần thể hiện trong các đêm nhạc tại phòng trà thời gian qua. Vẫn với cách hát cũng như tư duy xử lý ca khúc theo bản năng, giọng hát của nam em vẫn rất ra diết và cảm xúc. Nhưng ở những đoạn lên nốt cao, cô bị nhận xét là chật vật, không tự nhiên và thoải mái như những lần biểu diễn trước đó. Đáng chú ý khi nam em đang biểu diễn trên sân khấu, cộng đồng mạng đặc biệt chú ý đến phản ứng của bạn trai cô khi đứng sau cánh gà nghe cô hát. Theo đó, người đàn ông này khá chăm chú theo dõi màn trình diễn của nam em, nhưng nét mặt lại khá căng thẳng, không mấy vui vẻ, khiến nhiều người xôn xao bàn tán. Trước đó trong buổi trả lời phỏng vấn, nam em cho biết mình và chồng sắp cưới quen nhau được 9-10 tháng. Theo dự kiến, cô sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 4 dương lịch năm sau. Cách đây không lâu sau khi công khai chuyện tình cảm cá nhân, nam em đã có những chia sẻ trên trang cá nhân với khán giả người hâm mộ. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sâu chào đại gia đình cả nhà cỏ và các khán thính giả yêu âm nhạc đã dõi theo ủng hộ và đồng hành cùng nam em trên chặng đường nghệ thuật suốt những năm qua nam em chân quý biết ơn tình cảm chân thành của tất cả mọi người luôn yêu thương nam em từ trước đến nay sau tất cả nam em mong rằng mọi người vẫn ở đây và luôn dõi theo đồng hành cùng nam em trên con đường nghệ thuật và cùng tin rằng mai này em sẽ hạnh phúc như thế fan chắc yên lòng